lễ thứ hai á, bên nhà trai là có là trước hết là cái ngày làm lễ, thứ hai á là đau đẹp để khóc các mặt hàng ra đêm, và thứ ba á là sáu mâm bảo phẩm lễ. Thì là nhà trai có bản thân lâu mà có là hai thứ mắt, một cây tiền và một cành mảnh. Thì hai mặt tại vì con nhà gái xin tiếp nhận cái phần lễ này. Trước khi là lễ, chúng ta sẽ lên mặt cao đèn để mà phát sáng mặt trời đi, để chuẩn bị là lễ cho cô đỡ nhẹ. Xin lên thì khác cũng được lên đèn. Thank you.
Mong lắm để em là vợ yêu ơi, mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn biết đâu, mong rằng tình đôi ta
Hãy không còn gì để nói, rất cần nhớ ôm hôn.